còn sống để về luộc ăn thì có phạm giới sát sanh không? Vì con đang phân vân hai chi phần là chúng sanh có thức tánh và biết chúng sanh có thức tánh. Nếu lỡ tạo nghiệp bất thiện thì bây giờ con có thể mua chim cá từ các chỗ bán thú cảnh để phóng sanh bù lại được không sư? Khi mà sư tìm hiểu ấy thì cái hột vịt lộn á, những cái con đó nó có khả năng nó còn sống. Ví dụ như người ta trong một cái mẻ ấp ấy thì người ta ấp chừng khoảng 16 đến 18 ngày, sư không nhớ nha. Ví dụ thôi, 16 đến 18 ngày thì nó nở. Nhưng mà có những cái trứng mà quá 20 ngày rồi mà nó không có nở á, thì họ bỏ. Thì trong số những trứng mà họ bỏ đó đó thì mình gọi nó là hột vịt lộn. Tuy nhiên có những con á, thì nó còn sống. Bằng chứng á, là có người đó họ mua cái trứng vịt lộn về đó, họ ấp á, thì trứng nó vẫn nở. Đương nhiên là không phải tất cả, nhưng mà có một cái tỷ lệ nhỏ là mua cái trứng vịt lộn về ấp thì trứng nó vẫn tiếp tục nó nở. Tỷ lệ nó nhỏ thôi nhưng mà vẫn có. Do đó đó, nếu như ha, quý vị mua hột vịt lộn mà những cái trứng nó toàn bộ trong số cái lô mà quý vị mua về đó toàn bộ nó chết hết rồi thì quý vị không phạm giới sát sanh. Bởi vì nó chết hết rồi. Còn nếu như mà quý vị mua mà trong số đó đó mà nó còn cái trứng mà còn sống ấy, mà quý vị nghi ngờ đó, thì không được luộc lên ăn. Bởi vì nếu như mà quý vị luộc lên quý vị ăn ấy thì quý vị phạm giới sát sanh. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị có cái sự nghi ngờ là có khả năng trong cái lô trứng này nó còn sống. Thành ra cái chuyện mà có phạm hay không đó, nó dính dáng đến hai vấn đề. Thứ nhất là trong số đó có thật là còn hay không. Cái thứ hai là mình có cái lòng nghi ngờ hay không. Cho nên trong luật ấy, cái gì mà nghi ngờ thì đừng có làm. Do đó cái lời khuyên của sư á, là nên tránh cái món này. Tuy nhiên nó có một vài cái dạng mà hột vịt lộn mà chắc chắn là chết hẳn ấy. Ví dụ như là cái loại mà hột vịt lộn ở trong nó toàn lòng đỏ không ấy, nó không có con ấy, nó không có ra cái hình dáng cái con ấy, thì cái loại đó thì đương nhiên ăn được, tại vì nó không có trống.